Trước khi vào video, mọi người cho mình xin một like đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn và chất lượng hơn nhé. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ. Vừa mới đây, Lâm Phong phải 8 phân thân đến ma vực và đánh nhau với Tam Đại Ma Vương. Đã bị dụ dỗ vào trong trận. May mà chỉ là phân thân. Lâm Phong, đây chính là hắc quyết trận chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Vào hắc quyết trận rồi, ngươi đừng hòng thoát ra. Ta đã nói hôm nay nhất định khiến ngươi đi không trở lại. Hắc quyết trận rất lợi hại. Đó là tất nhiên, hắc quyết trận là một trong những đỉnh cấp trận pháp của ma tộc chúng ta. Giờ chúng ta bố trí ra, có thể nhốt tất cả vương cảnh. Lâm Phong cho dù ngươi có nghịch thiên đến đâu, vào trong đó cũng không thoát ra được. Lâm Phong đã bị hắc quyết trận khắc chế, không dùng được bao lâu sẽ mất ý thức. Chúng ta thắng rồi. Chưa chắc, Minh Hà người có phát hiện gì không? Nếu ta đoán không lầm, đó là phân thân của Lâm Phong. Lâm Phong ra đi, chúng ta biết ngươi ẩn nấp ở gần đây. Người ta nói ma tộc tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, giờ xem ra lời đồn có sai lệch. Sự thật không phải như vậy, hóa ra ma tộc cũng có những kẻ rất thông minh. Lâm Phong, ngươi quả nhiên dùng phân thân để thăm dò chúng ta. Minh Hà người đoán đúng rồi, những gì các ngươi nhìn thấy đều là phân thân của ta. Bản thể thì đang ở tiên giới. Khí tức mạnh quá. Đáng tiếc bản thể không ở đây. Lãng phí thần hồn của Tam Đại Ma Vương. Ma giới chi tử, ta đến đây. Ngươi chính là Lâm Phong, ngươi là ma giới chi tử. Không sai, chính là Bổn Vương. Ma giới chi tử tự xưng Bổn Vương. Như vậy xem ra, Vương Tinh chi thân là hoàng kim ma giới chi tử. Tam Đại Ma Vương đã bị ta giết rồi. Ngươi còn định tiếp tục giáng lâm chư thiên vạn giới sao? Hai ba tên phế vật mà thôi. Chết thì chết. Loại phế vật này ma tộc ta vơ một cái được cả đống. Chư thiên vạn giới là một bách nguyên vũ trụ mà ma tộc ta nhất định phải có. Thế tất phải được. Ma tộc các ngươi muốn có được chư thiên vạn giới, còn phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Ta giết được Tam Đại Ma Vương, cũng có thể giết được ngươi. Ma giới chi tử, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Giáng lâm chư thiên vạn giới có thể khiến ngươi đi không trở lại. Tu vi không cao, khẩu khí lại không nhỏ, đợi bổn hoàng ra ngoài xem ngươi lấy gì để bảo vệ chư thiên vạn giới. Không cần đợi, ta bây giờ sẽ đến gặp ngươi. Ngươi muốn phá hủy trận pháp ngăn cản bổn hoàng đản sinh, không phải muốn mà là sẽ làm như vậy. Ngươi có thể thử xem có làm được không. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lâm Phong đừng lãng phí sức lực nữa, ngươi không ngăn được đâu. Ngăn không được cũng phải ngăn, mới chỉ bắt đầu thôi, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lâm Phong ta đã nói rồi, với thực lực của ngươi không thể ngăn cản bồn hoàng. Từ bỏ đi, đừng dãy dụa vô ích nữa, bây giờ đầu nhập vào ma tộc vẫn còn kịp. Ta sẽ không tính toán chuyện trước kia mà tiếp nhận ngươi. Ngươi có thể im miệng lại không? Để ta yên tĩnh một chút. Ngươi vừa nói gì? Ngươi bảo bồn hoàng im miệng, còn dám mắng nhiếc bồn hoàng. Đúng vậy, ta chính là bảo người im miệng. Còn mắng người nữa, có vấn đề gì không? Được được được, Lâm Phong, ngươi đã thành công chọc giận bổn hoàng. Cho dù bây giờ ngươi đầu nhập ma tộc, bổn hoàng cũng phải giết ngươi. Đợi đến ngày bổn hoàng đản sinh, chính là lúc người chết không toàn thây. Làm sao mới có thể phá vỡ kết giới đây? Đúng rồi, dùng hỗn độn kiếm thử xem có thể phá vỡ kết giới không. Khoan, rất xin lỗi, ngươi đợi được chứ ta đợi không được, cũng không dám đợi. Ra là vậy. Lâm Phong, mấy cái vừa rồi đều là phân thân của ngươi phải không? Đúng vậy, ngươi thật sự rất cẩn thận. Giấu bản thể đi, dùng phân thân để chiến đấu. Chuyện phân thân có thể giải quyết, tự nhiên không cần ta tự mình ra tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thể đến là có thể công phá kết giới sao? Không thử sao biết được. Vậy ngươi cứ thử đi. Bổn hoàng còn muốn xem bản thể của ngươi có gì đặc biệt. Cái này, đây sao có thể? Rõ ràng mới bước vào vương cảnh, sao có thể thi triển ra một kích khủng khiếp như vậy? Ma giới chi tử, đây là một kích cuối cùng của ta, ngươi chỉ cần chống đỡ được, ta sẽ mất đi sức chiến đấu, rời khỏi ma quật, từ bỏ việc ngăn cản ngươi đản sinh. Lâm Phong, ta nghĩ là chúng ta còn có thể nói chuyện, không có gì để nói cả. Ta đến chư thiên vạn giới, mục đích là muốn giải mã bí mật, từ huy hoàng đến suy bại của chư thiên vạn giới, những thứ khác đều không quan trọng. Muộn rồi, đỉnh phong nhất kiếm đã hoàn thành. Ma giới chi tử, đón nhận một kiếm của ta. Ngươi sao có thể?
Không có gì là không thể. Ma giới chi tử, hôm nay chúng ta sẽ phân cao thấp, đánh cực vận mệnh chư thiên vạn giới, cùng với tính mạng của ta Lâm Phong. Lâm Phong, thanh kiếm này gọi là gì? Hỗn độn kiếm. Hay cho một thanh hỗn độn kiếm. Lâm Phong, từ nay về sau ngươi sẽ lên bảng tử sát của ma tộc. Ma tộc ta sẽ hạ lệnh tử sát ngươi. Vậy thì sao? Ta và ma tộc vốn đã không đội trời chung. Không giống nhau đâu. Lâm Phong, một khi bị ma tộc ta hạ lệnh tử sát, cho dù ngươi ở chư thiên vạn giới hay ở hồng hoàng vũ trụ, ngươi đều sẽ bị ma tộc ta toàn lực truy sát, cho đến khi ngươi chết hoàn toàn, lệnh tử sát mới biến mất. Ngươi trốn không thoát đâu. Ma giới chi tử, không cần nói nhiều lời vô ích nữa. Những gì ngươi nói đều là chuyện sau này, chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đã rồi tính. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hỗn độn kiếm lại trống rỗng như vậy? Trong bí cảnh cũng từng có một lần, nhưng không rõ ràng như bây giờ. Có lẽ bí mật trên thân hỗn độn kiếm cần phải tin từ ma tộc. Lâm Phong, ngươi đã phá hủy nhục thân sắp thành hình của bổn hoàng. Bổn hoàng nhất định phải lột da giúp gân ngươi, chém nát xác vạn mảnh để giải tỏa hận thù trong lòng. Ma giới chi tử, ngươi còn chưa lo được cho bản thân, lấy gì để giết ta? Ngươi chỉ là dành thêm chút thời gian cho chư thiên vạn giới mà thôi. Bổn hoàng vẫn sẽ giáng lâm lần nữa, đến lúc đó không ai ngăn được. Đợi ta phá hủy ma quật, xem ngươi còn giáng lâm kiểu gì. Ngươi làm không được đâu. Ma quật chính là trung tâm của ma tộc ta, phòng ngự còn mạnh hơn ngay cả ma quật cấp thấp nhất. Không có tu vi đế cảnh cũng đừng hòng phá hủy. Ma giới chi tử, ta nhất định sẽ phá hủy ma quật trước khi ngươi giáng lâm lần thứ hai. Chúng ta cứ chờ xem. Vừa dứt lời, hỗn độn kiếm xuất hiện một cỗ lực hút mạnh mẽ, nhanh chóng hấp thu năng lượng trong ma đan. Chuyện này không thể nào. Đang lúc Lâm Phong nghi hoặc, đột nhiên trên trán hắn xuất hiện một chữ, là một chữ thiên. Lâm Phong nghĩ tới lời thư sinh nói, ở trong côn hư cảnh, lên được không côn cảnh tầng thứ 8 sẽ nhận được một chữ hoàng, tượng trưng có tư cách tiến vào thông thiên lộ. Hiện đã đạt được một trong cửu tự mật là chữ hành, truyền thừa vượt qua tất cả thử thách của côn hư cảnh, cho nên là chữ thiên. Chẳng lẽ côn hư cảnh sắp mở ra sao? Thông thiên lộ sắp mở. Bất kỳ ai có tư cách tiến vào thông thiên lộ, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, đường truyền tống sẽ xuất hiện sau 3 ngày nữa. Nhanh vậy sao? Lâm Phong, bổn hoàng ghi nhớ ngươi rồi. Đợi bổn hoàng giáng lâm lần nữa, chư thiên vạn giới chính là nhược điểm của ngươi. May mà có bất hoại kim thân, nếu không thân thể sớm đã không chịu nổi rồi. Hai ngày sau Lâm Phong tỉnh lại, thân thể chỉ mới hồi phục chưa tới ngày mồng 1 tháng 10. Thời gian không cho phép hắn tiếp tục, còn một ngày để suy nghĩ có nên tiến vào thông thiên lộ không. Nhất định phải quay về thương lượng với Thái Sơ Tiên Vương. Mọi người xem hết video cho mình một like cộng đăng ký kênh. Thấy hay thì comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.